giáo dục, nâng cao nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ trên ghế nhà trường là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác tuyên truyền, giúp các em học sinh hiểu rõ hơn nhiệm vụ tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tổng hợp Điện Biên tổ chức các hoạt động trải nghiệm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho con em cán bộ công nhân viên trong nhà trường. Ngay từ đầu giờ sáng, 50 em thiếu niên nhi đồng và 30 phụ huynh là cán bộ công nhân viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tổng hợp Điện Biên đã có mặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh để trải nghiệm thực tế một phần nhỏ công việc của những người lính cứu hỏa. Chương trình này giúp các con có những kiến thức cơ bản nhất về công tác chữa cháy và cứu nạn hộ, thì đặc biệt là công tác tự cứu mình ra khỏi nơi nguy hiểm. Những cái đám cháy nhỏ có thể giúp các con tự có thể chữa cháy. Nếu các con không thể nào tự chữa cháy thì có thể tự cứu bản thân và gọi điện đến cơ quan chức năng. Tại buổi trải nghiệm, các em thiếu niên nhi đồng và phụ huynh học sinh được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đánh giá tình hình cháy nổ xảy ra trên cả nước và trên địa bàn tỉnh Điện Biên thời gian qua, những thiệt hại to lớn cả về tính mạng và tài sản do cháy nổ gây ra, phân tích những nguyên nhân dẫn đến các sự cố cháy nổ và cách để phòng tránh và thoát hiểm. Với tình huống giả định xuất hiện đám cháy có nhiều khói, học sinh và phụ huynh được các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hướng dẫn dùng khăn tẩm nước, bịt miệng bảo vệ đường hô hấp, cúi thấp người, bám sát nhau, men theo tường để vượt qua các chướng ngại vật, định hướng thoát ra cầu thang bộ đến nơi an toàn. Sau đó, các em được quan sát cách sử dụng các loại bình chữa cháy để dập tắt đám cháy nhỏ và hướng dẫn gọi điện thoại cho cơ quan chức năng khi gặp đám cháy lớn vượt ngoài khả năng. Theo như hôm nay được học thì thứ nhất là con sẽ thoát thân mình ra khỏi đó đã, ra một nơi nào thật là thoáng khí, sau đó sẽ hô hào mọi người. Còn nếu như đám cháy nhỏ mà con có thể xử lý được thì con sẽ tự xử lý ạ. Còn đám cháy lớn thì con sẽ gọi 114 ạ. Sau khi trải nghiệm thực tế các kỹ năng thoát khỏi đám cháy, các em và các bậc phụ huynh được chứng kiến các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hành thành thục các kỹ năng chiến thuật như xuất quân và phương tiện xuống hiện trường, trinh sát đám cháy, tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân thoát khỏi đám cháy bằng dòng dọc, đệm hơi và triển khai đội hình phun nước để dập tắt đám cháy. Tôi cảm thấy rằng là cái sự vất vả của các đồng chí là hết sức vất vả, phải nói là hết sức vất vả và gặp nhiều sự nguy hiểm. Người ta chạy ra thì chúng tôi lại chạy vào. Đấy là cái câu nói mà tôi cảm thấy rằng là phản ánh đúng nhất cái tính chất công việc của các đồng chí phòng cháy chữa cháy, cứu về con người này, và vật chất và tài sản. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho các học sinh mọi lứa tuổi là một trong những giải pháp quan trọng thường xuyên trong công tác tuyên truyền của đơn vị, giúp các học sinh hiểu rõ hơn nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần giáo dục tư duy ngay từ sớm cho các học sinh, từ đó giúp các em hình thành một thói quen tốt, có kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra, bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân và những người xung quanh.